Đây là chiếc xe thuộc phân khúc hạng A, có thể nói là có khả năng sẽ đánh được cả i10 Morning. Vậy thì trong video này mình sẽ quay đến một số những cái tính năng nó còn bị thiếu trên chiếc xe này, để anh em xem thử là có nên bổ sung để chiếc xe trở nên ngon nghẻ hơn, nhiều tính năng an toàn hơn và sử dụng nó ngon nghẻ hơn so với những chiếc xe mà chưa độ. Đầu tiên thì chiếc xe này mình trang bị 4 cái cảm biến phía trước. Trên chiếc xe này mới chỉ có 4 cái cảm biến phía sau thôi. Do vậy mà một chiếc xe hạng A đô thị thì thường là chiếc xe này chị em lái, nên là có 4 cái cảm biến nó sẽ dễ dàng để mà di chuyển hơn. Nó sẽ báo tít tít và nó đo được cái khoảng cách. Đấy, giúp cho chúng ta lái xe an toàn. Thêm nữa thì chị gái cũng yêu cầu nâng cấp cái đèn. Bởi vì cái đèn này, cái bi của nó là bi vân. Do vậy mình đã độ thành một đôi bi LED. Thì cũng tùy tầm tiền thôi, nó có thể từ 5 đến 6 triệu thì chúng ta có một đôi đèn nó rất là sáng. Thì chiếc xe này mình đã làm rồi. Đó, thì đây là hai cái món ở trên chiếc xe này mình làm ở phần đầu xe. Và có một cái món nữa đó là camera 360 và camera 3 mắt. Thì trên chiếc xe này mình đang nghiên cứu và khả năng là khoảng 1 tháng nữa thì sẽ lên được cái cam 3 mắt. Bởi vì chiếc xe điện của VinFast đầu tiên bị cắt nhiều option nhất. Và đặc biệt là cắt cam 360, như VF E34 thì có cam 360 này. F6, F7, F8 thì nó full công nghệ rồi, chiếc xe này thì bị cắt hết. Thì ở phần đầu xe thì nếu như anh em có điều kiện thì có thể nâng cấp cái cam 3 mắt hoặc là cam 360. Thì cam 3 mắt mức giá của nó từ 5 đến 6 triệu, cam 360 thì trên 10 triệu. Về phần hông xe thì chúng ta sẽ có khoảng 3 chi tiết cần làm. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái phim cách nhiệt. Thường thì hãng người ta cũng dán tặng cho mọi người, nhưng mà cái đồ tặng thì nó chỉ là gọi là ni lông tối màu thôi. Do vậy mình luôn luôn khuyên anh em là nếu có thể thì anh em nên dán ở bên ngoài hoặc là dán trong hãng, nhưng mà phải yêu cầu là phải đúng loại, đúng hàng xịn. Thì một tấm kính mặt này thôi phải là xịn. Đấy, còn lại toàn bộ đằng sau thì có thể vừa tiền cũng được, giảm tiền cũng được. Thì một cái bộ phim cách nhiệt mà tổng thể thì nó tùy nhá. Tấm mặt này xịn thì nó khoảng từ 2 đến 5 triệu, 3M là trên 5 triệu. Đấy, còn toàn bộ đằng sau thì tùy. Một tấm này ấy, nếu mà xịn nó khoảng tầm 1,5 triệu. Còn nếu mà vừa vừa thì khoảng tầm 500. Đấy, tổng cả xe nó từ 5 đến 7 triệu. Tiếp tục này, ở đây thì mình có cái gập gương. Đây, mình sẽ mở ra này. Các bạn nhìn thấy cái gương nó đang chạy ra đây. Bấm lại này, thì gương nó chạy lại. Đó, thì cái này nó sẽ giúp cho bảo vệ được cái gương khi mà nó xòe này. Thì chúng ta đậu ấy, thì nó có thể bị quệt, nó gãy. Hai là trong quá trình chúng ta sau khi mà độ cái gập gương này rồi ấy, thì chúng ta nhìn cái gương này chúng ta biết là xe đã khóa cửa. Đấy, còn nếu mà chưa nó mở như này thì chúng ta biết rằng là xe đang chưa khóa. Tiếp tục nữa thì ở cái phần lốp, ở cái lốp này là 17 inch, nó rất đẹp rồi. Tuy nhiên ấy thì hãng cũng tách phân khúc ra so với chiếc xe bản cao hơn, đó là chưa được phay. Thì với những cái chi tiết bóng này anh em sẽ phay này, đó thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều lần. Như chiếc xe Fadin ấy thì mình phay lên nó cũng rất là đẹp, đặc biệt chiếc xe này phay lên cũng rất là đẹp. Thêm nữa thì phần cảm biến áp suất lốp trên chiếc xe ấy, thì được trang bị nó giống như chiếc xe Lắc A và Lắc SA, đó là thông qua hệ thống ABS. Vòng quay nếu mà không đều thì nó báo lên là lệch áp suất lốp. Tuy nhiên thì như kiểu đấy nó sẽ không báo được là bao nhiêu cân. Thì trên chiếc xe này mình đã lắp thêm một bộ cảm biến áp suất lốp van trong để tích hợp. Và khi mà lắp tại Trung Auto thì mình cân bằng động miễn phí và bảo hành 3 năm, mức giá thì trên 2 triệu. Về phần cốp sau thì đầu tiên ở đây này, mọi người nhìn thấy đây là cái LED phản quang thôi. Nếu mà anh em thích đẹp ấy thì chúng ta làm một cái LED cánh chim. Thậm chí là cái logo này mình có thể làm LED chữ V luôn, nó cũng rất là đẹp. Ở đằng sau thì cũng đã dán hết toàn bộ phim cách nhiệt rồi. Trên chiếc xe này thì mình dán cho chị gái là phim cách nhiệt 3M. Thì mình có những cái dòng phản xạ nhiệt, nó cũng mức giá nó hợp lý hơn. Anh em có thể tham khảo nhá. Rồi, ở đây này. Thì với phân khúc hạng A thì không có chiếc xe nào có cốp điện cả. Mà trên chiếc xe này thì cũng không có, do vậy mà anh em có thể qua mình để trang bị thêm cái bộ cốp điện. Đấy, kèm thêm cả đá cốp nữa. Đấy thì nó sẽ lên luôn. Còn về cái phần đằng sau này, thì trên chiếc xe này mình trang bị cho chị một cái bộ bơm lốp. Đấy, để lỡ may lốp non thì còn bơm. Thì mình trong cái gói mà lắp cảm biến áp suất lốp thì mình tặng luôn cái bơm lốp cho chị luôn. Toàn bộ cái cốp đồ đằng sau và cái ốp lưng ở đây thì chị được hãng tặng, nhưng mình thì mình không khuyên cái thằng này lắm. Nếu mà mình thì mình sẽ dùng cái thảm sàn Lavo, nó sẽ dễ vệ sinh hơn, nó sẽ đẹp hơn. Và cái màu này thì mình cảm giác nó không tông sạt tông. Ví dụ ở trên chiếc xe này ấy, một là mình sẽ sử dụng cái màu vàng của xe, hai là mình sẽ sử dụng cái màu đen. Đấy, để nó tông sạt tông thì cả cái cốp này lót một cái thảm này, cái ốp hai bên này và cái này,
thì để lỡ may chúng ta có chở đồ nước ướt dễ vệ sinh thì nó không bị ngấm xuống, chứ còn nếu mà cái loại thảm này thì nó vẫn là chất liệu hơi rẻ tiền một chút. Bước vào trong xe, tuy nhiên ấy thì đây cũng là phải giới thiệu cho anh em này, cái cửa của chiếc xe này cảm giác đóng nó cũng hơi khó ngàm vào nhau. Đây ví dụ nhá. Rồi, chúng ta phải kéo rất là mạnh. Đấy, còn bình thường nếu mà cửa hít ấy thì nó chỉ việc khép như này thôi thì nó sẽ chạy vào. Đặc biệt là đóng cái cửa đằng sau này, anh em nghe cái tiếng đóng cửa nó không được tinh tế cho lắm. Ví dụ mình đóng vào này. Nó đây nha, mình gảy nhẹ. Nó kêu cái uỳnh. Nếu như có cửa hít đi thì chúng ta chỉ việc khép như này nó vào luôn. Ok, thì cái đấy anh em cũng có thể là nghiên cứu làm thêm một bộ cửa hít. Còn vào trong xe này, cái vô lăng này toàn bộ nó bằng nhựa. Tuy nhiên thì hãng hiện tại người ta đang tặng một cái bọc vô lăng nhưng mà nó lại không tông sệt tông lắm. Nếu như trên chiếc xe này thì mình sẽ chọn cái màu cam này ở đây, ở các cái lưỡi này thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, ví dụ như nó như này. Đây. Đó. Thì ở đây màu cam hoặc là màu đen tắt thì cầm vào nó êm hơn so với cầm cái nhựa này, cảm giác nó mất đi cái cảm giác khi mà chúng ta lái. Rồi, trên chiếc xe này thì như mình nói ban đầu, đó là cái màn hình như này. Mình đang nghiên cứu cái bộ camera 360 hoặc là camera 3 mắt đấy, để lắp cho chiếc xe nó sẽ lái nó an toàn hơn. Đó, còn ở đây này, cái thảm sàn thì cũng như đằng sau thảm này nó tặng loại hơi đều thì không ngon lắm. Mình sẽ dùng cái thảm Lavo thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều lần. À, ở đây thì nó có hai cái nút này. Cái nút này là cái nút gọi là bật cảm biến phía trước. Và nút này là bật cái gọi là gập gương đấy. Đấy, khi mà chúng ta ấn thì nó sẽ gập gương lại. Đây. Đó. Đây, em quay gương nhanh. Đây mình sẽ bấm vào đây nhá. Đó. Thì gương nó sẽ gập ra gập vào. Hoặc là bấm ở trên chìa khóa nó cũng gập. Ok, ở đây ấy, thì mình vẫn khuyên cho mọi người là nên lắp một cái cam hành trình. Thì anh em có thể chọn cái cam hành trình mà chỉ ghi hành trình. Thì mức giá của nó đâu đấy chỉ rơi tầm từ 1 đến 2 triệu. Còn nếu mà mọi người hay đi tỉnh, ví dụ như trên chiếc xe này mọi người hay đi tỉnh, thì mọi người có thể trang bị cái bộ camera ghi hành trình và có cả cảnh báo tốc độ. Thì nó sẽ, lái xe nó sẽ nhàn hơn, nó an toàn hơn. Thêm nữa thì với cái hệ thống âm thanh trên chiếc xe này thì mình đánh giá nếu như có thể, các bạn có thể lắp thêm một quả loa siêu trầm đặt ở vị trí gầm ghế này thì nó sẽ giúp cho hệ thống âm thanh nó sẽ hay hơn. Ngoài ra nếu như bạn là một người thích trải nghiệm âm thanh hay thì bạn có thể thay 4 quả loa cánh bằng 4 quả loa độ thì nó sẽ hay hơn nữa. Và tất nhiên là để kéo được 4 quả loa đấy thì màn này nó sẽ không kéo được mà chúng ta sẽ có một cái âm ly. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có một cái giải âm thanh rất là hay. Và ở đây với cái led nội thất thì trên chiếc xe này mình cũng không khuyên, bởi toàn bộ nó là nhựa hết. Nên là về cơ bản là chiếc xe này như vậy là cũng rất là ok rồi. Có mỗi phần trần này này thì mình giải là nếu như mà cái trần đen ấy thì nó còn đẹp nữa cơ. Tất nhiên là hãng nó thừa sức để nó làm, nhưng mà nếu mà làm ấy thì cái giá tiền nó bị đội lên, cộng với cả là nó đụng phân khúc với cái dòng xe cao hơn nên là hãng nó không làm cái trần này. Trần này thì anh em có thể làm thêm nhá. Ở cái phần ghế này thì anh em có thể làm cái ghế điện. Đấy, tất nhiên là xe điện nhưng mà ghế thì vẫn bằng ghế cơ thôi. Phân khúc hạng A mà, nó vẫn cắt đi khá là nhiều thứ thì anh em có thể làm ghế điện này. Cả hai bên thì đều bị cắt. Đấy, thì chúng ta phải nhấc lên. Ở đây nữa thì anh em có thể dán thêm cái bậc để nó đỡ xước. Tuy nhiên cái phần này thì phải chọn loại nó bám dính tốt chứ không là nó sẽ bị lỏng lẻ. Còn về phần đằng sau, có mỗi chi tiết này thôi. Theo mình nghĩ là anh em có thể nên làm. Đó là một cái bệ tì tay. Cái này là tùy nha, nếu mà anh em thường xuyên lái thì cái bệ tì tay này cũng nên làm. Đó, còn ngồi chiếc xe này thì nó cũng khá là ok. Đây nha anh em thấy không? Cái bộ thảm này người ta tặng hay là gì đấy nhưng mà rất là xấu, nó sạch sang bên này luôn. Đó. Rồi thế thôi, còn trên chiếc xe này nếu như mọi người cầu kỳ nữa, mọi người lắp một bộ tản túi nước hoa hoặc là một lọ nước hoa nữa giúp cho chiếc xe nó thơm tho, sạch sẽ hơn. Đấy. Về một chiếc xe này thì anh em có thể nghiên cứu để lắp thêm một số món đồ như vậy để giúp cho chiếc xe nó đẹp hơn, tiện nghi hơn, hay ho hơn. Đấy, mua một chiếc xe khoảng 4 đến 500 củ, tiếc gì nâng cấp thêm khoảng 10-20 triệu là có một chiếc xe nó đẹp hơn, ngon, nghẻ ngay. Hiện tại bên mình cũng đang có 2 chiếc VF5 đang làm luôn. Đấy thì nếu mà anh em có nhu cầu, liên hệ cho anh em Trung Auto để ủng hộ nhá. Cảm ơn anh em, bye bye.